Giới thiệu đến anh em cái phiên bản biến thể của Tatula Gen 2 ha. Đây là Tatula Gen 2 đó. Thì đây là cái bản Sigon ha, full Sigon rồi, đó là một cây. Và đây là cái phôi của Tatula Gen 2, cho nên nó sẽ không có thương hiệu gì hết anh em. Đây là phôi đó, thì cái bản này nó lên là KL Gunsmoke ha, dàn phen thì chỉ có 370 thôi, mà cái độ bóng của nó là vượt hơn hẳn Ancona ha. Đó. Còn về cái ngọn thay thế thì mình giới thiệu cho anh em thí dụ đi, điển hình như đây là cây Cu Vinh. Cu Vinh thì vẫn xài được cái ngọn của hệ sinh thái Tatula Gen 2, thì đây chính là cái ngọn bóng ha. Và nó lên cái dàn ARV Gunsmoke đây. Ha, bịch giải carbon luôn. Cái này không phải là chỉ luôn nghe anh em, cái này là giải carbon luôn, bịch luôn ha. Rồi một phiên bản rẻ tiền nhất mà bên mình đang bán đó là cái gì, đó là cái Phan Tâm Đỏ ha. Thì Phan Tâm Đỏ này bình thường thì nó có 360 thôi anh em, nhưng mà khách hàng chơi vậy nè, khách hàng không lấy ngọn chin mà lấy cái ngọn của hệ sinh thái ngọn bóng và lên luôn dàn ARV đây đó, ARV ha, Gunsmoke. Anh em nhìn cái gun bên trong ha, nhìn cái gương bên trong còn hết hồn luôn, bóng cực kỳ bóng ha. Thì đây là một vài cái phiên bản để cho anh em lựa chọn. Có nghĩa là bình thường thì cứ chơi cái Gen 2 bản basic là bản nguyên thủy ha, rồi khi nào anh em thấy điều kiện khá khá lên thì lên lên trên những này đó, đó. Một một lần nữa mình xem cái KL ha, KL Gunsmoke này đó, anh em nhìn thấy cái độ bóng không, độ bóng này. Còn này là Sigon nè, hai cái đồ bóng này là tương đương nha, đó hai đồ bóng nó tương đương, nhưng mà thằng này thì nó mắc hơn chút, thằng này thì 45, thằng này thì có 37 thôi. Đó, đây là toàn bộ những cái sản phẩm của ngày hôm qua mình mới vừa hoàn thành xong ha. Anh em nào có nhu cầu chơi thì hú nguồn hú với mình ha. Đó. Ngọn thay thế bây giờ nè, ngọn thay thế cho Cu Vinh nè, Megapara, Dura gì là có hết luôn nha, có hết luôn rồi đó. Ngọn thay thế anh em gãy ngọn là cứ việc hú mình tiếng là xong. Đó, đây mới vừa xong hôm qua.